Có thể nói rằng là cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ở vào thời điểm vô cùng hệ trọng. Toàn hệ thống chính trị đang tập trung cao độ để tiếp tục ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Trong ngày 30 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lời kêu gọi như là lời hiệu triệu với toàn dân tộc, tiếp thêm sức mạnh và ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong lời kêu gọi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã đoàn kết và thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Những kết quả tích cực bước đầu này đã được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực và nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế, của lực lượng quân đội, công an, của cả hệ thống. Đặc biệt, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh. Người dân cả nước đánh giá, lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa rất sâu sắc trong thời điểm này. Điều đó cũng cho thấy sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt từ Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh. Sau khi đọc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi rất là cảm động, mà nhất là cái câu là mỗi người dân là một chiến sĩ. Người dân chúng tôi rất cảm động và rất yên tâm sống ở đất nước có Đảng và Chính phủ quan tâm vào đến người dân cao như thế. Tôi đánh giá đây là lời hiệu triệu nhất, thiết thực nhất lúc này để toàn dân đồng lòng tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và thực hiện nghiêm túc chống dịch. Chứng kiến sự hiệu quả của công tác chống lại dịch bệnh COVID của Việt Nam so với các nước khác trên thế giới, thì với lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quê hương mình, đất nước mình, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch này. Một người dân ai cũng thấm nhuần hết cái vấn đề đó và người ta sẽ là có là thực hiện. Nhưng mà nếu ai mà cũng không có tinh thần trách nhiệm thì làm không được. Cho nên là lời cái kêu gọi của Tổng Bí thư với lại lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ với nó là rất tốt đối với người dân. Bản thân cá nhân tôi là một công dân Việt Nam là sẵn sàng ủng hộ chính phủ, sẵn sàng ủng hộ chính quyền địa phương trong việc là mọi gia đình tự cách ly. Ở trong gia đình tôi tuyên truyền trong gia đình, còn ra ngoài xã hội tôi cũng có những cái động tác là tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chạm tới trái tim của tất cả mỗi người dân Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi cũng chính là để bảo vệ chính mình trước tiên, sau là bảo vệ cộng đồng, và rộng hơn nữa là bảo vệ đất nước qua cơn hoạn nạn.